chuyển được từ văn bản bằng tiếng Anh sang dạng video một cách nhanh chóng. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vào steep.ai và chọn sign up nhé. Tiếp theo thì mình sẽ đăng nhập bằng Google, Facebook hoặc là một cái địa chỉ email của mình nhé. Bây giờ mình sẽ điền thông tin email và mật khẩu vào đây nhé. Sau khi điền thông tin vào đây thì mình chọn sign up. Nó sẽ yêu cầu mình phải vào email và kích hoạt cái link ở trong đó. Sau khi vào email và kích hoạt thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này nhé. Ở đây chúng ta có thể chuyển văn bản thành video hoặc là dạng animation. Bây giờ mình sẽ chọn thử là animation nhé. Ở đây mình có thể tạo được video tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha. Vì vậy, nếu chúng ta muốn tạo cái video bằng tiếng Anh thì cứ vào đây nhé. Bây giờ, để tạo được cái kịch bản bằng tiếng Anh, chúng ta sẽ nhờ ChatGPT nhé. Ở đây mình nhờ nó gợi ý cho 5 mẹo để loại bỏ sự trì hoãn. Mình yêu cầu nó là dịch sang tiếng Anh. Đây. Copy và dán sang bên kia nhé. Sau khi đưa văn bản vào đây thì mình điền cái nội dung của video vào đây nhé. Animation video này, add voice nhé. Nó có thể đọc tự động cho mình. Ở đây là tiếng Anh này, giọng là Anh Mỹ này, giới tính là nam hoặc nữ thì tùy nhé. Giả sử chọn nữ này, chọn những cái nhân vật mà không có hình ngôi sao nhé. Có hình ngôi sao là phải trả tiền. Sau đó mình chọn Next nhé. Tiếp nữa thì mình sẽ chọn cái dạng xuất hiện của chữ và người. Chúng ta chọn cái kiểu nào mình cảm thấy phù hợp nhé. Giả sử mình chọn cái này. Chờ một chút để nó tạo cái video AI cho mình nhé. Ở đây chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được các cái thành phần ở trong cái video này nhé. Ví dụ như chữ thì mình có thể thay đổi chữ này, gồm có phông chữ này, kích thước chữ này, rồi căn chỉnh lề này, thay đổi màu chữ này. Bấm vào đây. Đấy, thay đổi màu chữ nhá. Cái thứ hai là cái nhân vật này. Nhân vật thì mình có thể trên character là thay bằng một cái nhân vật nào khác, ví dụ như là con khỉ này. Được chưa? Vậy bấm vào đây. Mình có thể thay đổi cái action là cái hành động nhá. Hành động đây. Đấy, hoàn toàn mình có thể thay đổi được. Và mình kéo xuống. Thay đổi màu cũng có thể thay đổi được luôn. Đấy, bấm vào đây, chọn cái màu này. Ở đây là nó chọn theo cả cái bảng màu nhé. Sau khi chọn xong thì mình qua cái khác. Nếu mình muốn thay đổi thì mình có thể cũng làm tương tự như thế nhé. Thay đổi về nhân vật, thay đổi về chữ. Đấy, thay đổi về hiệu ứng chuyển cảnh trên layout. Mình có thể chọn cái kiểu layout, có nghĩa là chữ xuất hiện bên trái, người bên phải, chữ bên phải, người bên trái. Đấy, hay là chữ ở dưới, thế nào thì tùy nhé. Đấy, sẽ chọn như này. Sau khi chọn xong thì mình chọn Public. Mình đặt tên vào đây nhé. Ở đây miễn phí chỉ cho đến 720 này. Kiểu MP4 này. Và đây là cái mẫu của nó nhé. Lưu ý là cái bản miễn phí thì nó sẽ có cái watermark Steep AI nhé. Mình chọn Download. Đây. Mình chọn Download và chờ một lúc để nó xuất file cho mình.